Leslie Vincommen zum Deutschkurs. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tiếng Đức online của Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ ôn tập cho các bạn những phần kiến thức lý thuyết của bài 1 trong sách giáo trình tiếng Đức Studio 21A1, đó chính là bài Café au thé. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn tập nhé. Rồi, trong bài 1 thì chúng ta đã được học về gì ạ? Các đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng. Rồi bây giờ cô sẽ nhắc qua về những đại từ nhân xưng trong tiếng Đức. Chúng ta có những ngôi gì ạ? Ich là tôi. Du bạn. Er anh ấy. Sie cô ấy. Es nó. Wir chúng tôi, chúng ta. Ihr các bạn. Sie họ. Và sie ngài. Rồi, chúng ta sử dụng ngôi ich. Khi nói chuyện với ai đó thì chúng ta sẽ sử dụng ngôi ich cho bản thân chúng ta, và nó được gọi là ngôi thứ nhất số ít. Ngôi du là bạn, chúng ta sẽ sử dụng khi mà chúng ta nói chuyện với người thân, người quen, bạn bè, những người chúng ta đã quen biết thì chúng ta sử dụng ngôi du bạn, nó gọi là ngôi thứ hai số ít. Ngôi anh ấy, cô ấy, nó, chúng ta sẽ gọi là ngôi thứ ba số ít. Và chúng ta sẽ sử dụng để nói về những cái người mà chúng ta không nói chuyện trực tiếp với họ, chúng ta nói chuyện trực tiếp với ngôi du bạn. Và chúng ta nói về những cái người khác, có thể là một anh chàng nào đó, một cô gái nào đó, hoặc là một đồ vật nào đó. Rồi, chúng tôi, chúng ta là gồm có chúng tôi, số nhiều. Khi trong một nhóm người mà có tôi ở trong đấy, có cái người đang nói ở trong đấy thì chúng ta sẽ là sử dụng ngôi chúng tôi, chúng ta. Từ hai người trở lên, nó sẽ là ngôi thứ nhất, số nhiều. Tiếp theo là ngôi các bạn. Khi có ngôi du ở trong một nhóm người thì chúng ta sẽ sử dụng ngôi các bạn. Số nhiều của bạn sẽ là các bạn, tức là gồm nhiều người bạn đang nói chuyện với chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng ngôi ihr các bạn. Nó gọi là ngôi thứ hai số nhiều. Ngôi sie họ tức là sao? Chúng ta nói chuyện về một cái nhóm người họ đang không nói chuyện với chúng ta. Nói chuyện với chúng ta là đang là ngôi du. Hoặc là ngôi ihr các bạn, và chúng ta nói về một nhóm người khác, một nhóm người không đứng ở đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng ngôi sie họ, và nó sẽ được gọi là ngôi thứ ba số nhiều. Nó sẽ là số nhiều của anh ấy, số nhiều của cô ấy, số nhiều của nó. Thì chúng ta sẽ có đây là ngôi thứ ba số nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có một ngôi nữa, đó là ngôi sie ngài hoặc là các ngài. Chúng ta sẽ sử dụng ngôi di ngài hoặc các ngài này khi nào nói chuyện với những cái người lần đầu tiên chúng ta gặp, không có sự thân quen, chúng ta gặp họ lần đầu tiên, hoặc là những người cần sự tôn trọng, lịch sự thì chúng ta sẽ sử dụng ngôi di ngài hoặc là các ngài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, ôn tập phần tiếp theo của cái bài học 1 này, đó chính là phần chia động từ. Chia động từ. Được. Cấu trúc một động từ trong tiếng Đức sẽ gồm hai phần, là phần gốc động từ và phần đuôi động từ. Động từ trong tiếng Đức sẽ có hai loại là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Thì bây giờ cô sẽ giới thiệu lại một lần nữa cách chia động từ có quy tắc. Cô sẽ lấy ví dụ về động từ wohnen, sống. Sống ở đâu? Rồi, động từ wohnen là một động từ có quy tắc. Bây giờ cô sẽ chia nhá. Chúng ta có các ngôi ich, du, ngôi ers, ngôi thứ ba số ít chia giống nhau nên cô sẽ để ở một cột, ở một dòng. Wir, ihr, ngôi sie họ và sie ngài cũng chia giống nhau. Thế nên là cô cũng để ở chung một dòng. Rồi bây giờ chúng ta đến với quy tắc chia động từ có quy tắc sẽ như sau. Chúng ta sẽ giữ nguyên phần gốc động từ.
Rồi, động từ có quy tắc thì sẽ có sự thay đổi ở phần đuôi động từ. Với mỗi một ngôi thì chúng ta sẽ có một sự thay đổi riêng. Ví dụ ngôi is chúng ta sẽ là đuôi. Đây, đuôi động từ lúc đầu, đuôi động từ của cái động từ vôn lần này sẽ là em, thì đuôi động từ ở ngôi is sẽ là e. Đuôi động từ ở ngôi do sẽ là st. Đuôi động từ ở ngôi ergs sẽ là t. Đuôi động từ ở ngôi via sẽ là gì ạ? Giữ nguyên. Ngôi ia, đuôi t. Ngôi gì lớn gì nhỏ ạ? Tức là ngôi gì họ và gì ngài thì cũng giữ nguyên. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc như sau. Wohnen. Ich wohne. Du wohnst. Sie es wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie wohnen. Rồi, tiếp theo là đến phần chia động từ bất quy tắc. Cô sẽ lấy ví dụ động từ bất quy tắc, đó là động từ lesen. Rồi, động từ lesen là một động từ có quy tắc, có nghĩa là đọc. Lesen là đọc. Động từ bất quy tắc thì thường là sẽ có sự biến đổi ở phần gốc động từ. Rồi, động từ này đuôi là en, gốc là les, sẽ có sự biến đổi ở phần gốc động từ ở ngôi du là ergs, còn những người còn lại chúng ta sẽ chia bình thường. Rồi, ví dụ ich sẽ là lê gì ạ? Lê giờ. Wir vẫn là lesen. Ihr là bỏ en thêm t, les, gì lớn gì nhỏ giữ nguyên. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chia ngôi du và ergs thì sẽ có sự biến đổi như nào ở phần gốc động từ đây. Phần gốc động từ chúng ta có nguyên âm là e thì lúc này sẽ biến thành ie. Rồi, phần đuôi động từ thì sao? Đuôi động từ ở ngôi du sẽ ở động từ bất quy tắc hay là có quy tắc thì đều sẽ là đuôi st. Tuy nhiên động từ này có sẵn chữ s rồi, thế nên là người ta sẽ không cho thêm st nữa mà người ta sẽ chỉ thêm t vào thôi. Ngôi ergs cũng biến đổi chữ e thành ie. Đây là phần gốc động từ đã có sự biến đổi. Phần đuôi động từ chúng ta cũng là bỏ em thêm t. Rồi, vậy thì động từ lesen bây giờ sẽ chia thành ich lese, du liest, ergs liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Rồi, tất nhiên sẽ có trong quá trình học thì các bạn sẽ gặp một số động từ bất quy tắc khác thì người ta sẽ chia có sự thay đổi có thể là từ đầu đến cuối luôn chứ không phải là chỉ ở mỗi ngôi du và ergs. Tuy nhiên thì đa số các động từ bất quy tắc sẽ chỉ có sự thay đổi ở ngôi du và ergs thôi. Còn một số trường hợp đặc biệt thì sẽ còn thay đổi từ trên xuống dưới. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ về hai động từ rất hay thường gặp như sau. Đó là động từ sein thì là ở. Chúng ta ngoài ra chúng ta có động từ haben là có. Hai động từ này là hai động từ rất thường xuyên gặp và cũng như là chúng ta sử dụng rất nhiều, nên các bạn sẽ chú ý đến hai động từ sein và haben này nhé. Thì là ở. Rồi, sein đây là một động từ bất quy tắc và nó sẽ có sự thay đổi bất quy tắc từ đầu đến cuối luôn. Ich bin, du bist, ergs ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ich habe, du hast, ergs hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Rồi, với động từ haben này thì các bạn cũng thấy là nó chỉ có sự thay đổi ở phần gốc động từ của ngôi du và ngôi ergs. Còn động từ sein thì sẽ có sự biến đổi từ đầu đến cuối, không giống với động từ nguyên mẫu nữa, động từ nguyên thể nữa. Rồi, đó chính là phần đại từ nhân xưng và chia động từ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng áp dụng cái phần này vào một số bài tập như sau. Trên bảng thì cô đang có một bài tập chia động từ. Ở đây thì người ta đã có sẵn động từ cho chúng ta rồi và cụ thể là phần gốc động từ. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ là chia phần đuôi động từ cho phù hợp.
Rồi, như các bạn quan sát thấy thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đọc 6 cái câu này ra và dịch xem là nghĩa của chúng là gì nhé. Động từ come, động từ nguyên mẫu sẽ là common. Động từ common có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là đến. À, trong câu wir kommen aus Việt Nam, tức là chúng tôi đến từ Việt Nam. Các bạn thấy ngôi wir này là chúng ta sẽ chia như thế nào ạ? Ngôi wir vừa nãy trong phần chia động từ cô đã nhắc rồi, thì ngôi wir chúng ta dù là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc thì chúng ta cũng sẽ làm sao giữ nguyên động từ. Vậy thì động từ ở đây sẽ giữ nguyên là kommen đuôi en. Wir kommen aus Việt Nam có nghĩa là tôi, chúng tôi đến từ Việt Nam. Rồi, Karin wohnt in München, tức là gì ạ? Karin thì sống ở thành phố München. Karin là tên người và cụ thể đây là tên của một cô gái. Rồi, Karin là tên của một cô gái. Vậy thì chúng ta sẽ chia ở ngôi ers, ngôi cô ấy. Ngôi cô ấy thì động từ có quy tắc chia như thế nào ạ? Ngôi cô ấy thì động từ sẽ được chia là bỏ en thêm thê, tức là phần gốc động từ sẽ biến thành đuôi thê. Vậy thì câu này sẽ là Karin wohnt in München. Karin thì sống ở München. Tiếp theo, was ging du, ngôi du bạn. Thì theo quy tắc của chúng ta, ngôi du bạn chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Ngôi du bạn phần gốc động từ sẽ là ở động từ trinken, người ta đã cho sẵn gốc động từ rồi. Ok, động từ trinken có nghĩa là uống, thì ở đây là bạn uống cái gì. Chúng ta chia theo ngôi du thì đuôi động từ ở ngôi du sẽ là đuôi st. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ việc viết chữ st vào đây là xong. Có thể là các bạn chưa dịch được ngay những cái câu này, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ cần xác định được đúng chủ ngữ, tức là cái ngôi ở đây là gì, thì chúng ta có thể hoàn toàn điền được phần chia động từ. Rồi, tiếp theo như các bạn thấy ở đây là chữ ich, chúng ta xác định được chữ ich rồi đúng không? Vậy thì động từ, cái phần đuôi động từ ở ngôi ich sẽ là chữ gì ạ? Chữ e. Ich heiße David, tức là tôi tên là David. Und aus Frankreich. Rồi, câu này thì động từ thì có hai động từ là động từ tên là và động từ đến, nhưng mà chủ ngữ thì chỉ có một, chủ ngữ là tôi thôi. Vậy thì chúng ta cái động từ come này chúng ta cũng chia ở ngôi ich. Chia ở ngôi ich thì giống bên kia chúng ta sẽ thêm chữ gì vậy? Thêm chữ e vào là xong. Vậy thì chúng ta sẽ có gì ạ? Ich heiße David und komme aus Frankreich. Tức là tôi tên là David và tôi đến từ nước Pháp. Rồi tiếp theo, wie heißt gì? Rồi như các bạn thấy gì này là gì đấy? Cô viết hoa thì nó chắc chắn nó sẽ là gì ngài. Các bạn chú ý nhá, có ba chữ gì đúng không ạ? Gì cô ấy, gì họ và gì ngài. Thì gì ngài dù nó đứng ở đầu câu, cuối câu hay là giữa câu thì nó đều viết hoa. Và chúng ta nhìn ở đây, chữ gì này cô viết hoa thì đây là gì ngài. Và chúng ta sẽ chia ở số nhiều, tức là gì ạ? Động từ sẽ giữ nguyên gốc động từ và đuôi động từ vẫn là en. Vì hai sinh gì, ngài tên là gì. Câu tiếp theo, das chấm Anna. Ở đây thì người ta viết sẵn cho chúng ta một chữ y. Thì như vừa nãy cô đã chia động từ rồi, thì có một động từ đó là động từ sein thì là ở. Các bạn hãy dở lại vở và xem động từ sein thì là ở chia như thế nào nhé. Và cụ thể ở đây là Anna. Anna là tên của một cô gái. Đây là Anna. Đây là Anna thì chúng ta sẽ chia là gì ạ? Đây là Anna thì chúng ta sẽ chia ở ngôi gì? Ngôi thứ ba số ít. Anh ấy, cô ấy, nó, đây là Anna, chúng ta không thể chia là ngôi ich được đúng không? Không thể chia là ngôi du được, không thể chia là tôi. Không, ở đây không phải chữ tôi, thì chúng ta không thể chia là tôi được. Chúng ta không thể chia là bạn được. Đây là Anna, chúng ta nói chuyện với một, đây, chúng ta là một người như thế này. Chúng ta đang nói với một người khác. Chúng ta đang nói chuyện với một người khác về một cô gái tên là Anna. Đây, chúng ta giới thiệu cho cái người này, đây là Anna. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng ngôi cô ấy. Vậy thì các bạn dở lại vở xem.
Ngôi động từ sein chia ở ngôi cô ấy chúng ta sẽ chia là gì ạ? Chúng ta sẽ chia là ist. Bản thân ở đây có sẵn chữ y rồi nên chúng ta sẽ chỉ việc thêm st là xong. Rồi, câu tiếp theo, sie kommt chấm 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 aus Berlin. Chúng ta đang không biết gì này nó gì đúng không? Thì chúng ta phải quay trở lại câu đằng trước. Câu đằng trước sẽ liên quan đến câu đằng sau. Từ câu đằng trước chúng ta sẽ biết được đây gì. Bởi vì chúng ta có tận 3 chữ gì. Gì cô ấy, gì họ, gì ngài. Mà đây lại là đứng đầu câu thì cả 3 chữ gì đều viết hoa. Thế nên là chúng ta muốn biết đây là gì thì chúng ta nhìn câu đằng trước. Đây là Anna. Thì hiển nhiên gì bên dưới phải là gì cô ấy. Đây là Anna, cô ấy đến từ Berlin. Vậy chúng ta cũng sẽ chia ở ngôi cô ấy sẽ là gì? Động từ, phần đuôi động từ chúng ta sẽ chia ở ngôi anh ấy, cô ấy nó là gì ạ? Ngôi thứ ba số ít, đó là đuôi thể. Vậy thì câu này sẽ là Das ist Anna, sie kommt aus Berlin. Đây là Anna, cô ấy đến từ Berlin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lượt 6 câu này nhé. Câu 1. Wir kommen aus Vietnam. Chúng tôi đến từ Việt Nam. Karin wohnt in München. Karin thì sống ở München, thành phố München là một thành phố rất là nổi tiếng ở nước Đức. Rồi, was trinkst du? Bạn uống cái gì? Ich heiße David und komme aus Frankreich. Tôi tên là David và tôi đến từ Pháp. Wie heißen Sie? Ngài tên là gì? Das ist Anna. Sie kommt aus Berlin. Das ist Anna. Tôi đây đang nói chuyện với một người khác. Das ist Anna. Sie kommt aus Berlin. Đây là Anna, cô ấy đến từ Berlin. Trong bài 1 thì chúng ta đã được tìm hiểu về một số câu hỏi và cũng như cách trả lời khi mà chúng ta muốn giới thiệu bản thân hoặc là khi chúng ta gặp một ai đó chúng ta chưa biết họ tên là gì và đến từ đâu thì chúng ta có thể hỏi họ những câu như thế nào. Bây giờ cô sẽ ôn tập lại một lần nữa cho các bạn nhé. Đó là chúng ta sẽ học về một số câu giới thiệu bản thân cũng như là hỏi người khác. Đầu tiên chúng ta sẽ có câu hỏi về tên. Hỏi tên, chúng ta có những câu hỏi tên nào ạ? Ở đây thì cô sẽ thống nhất là cô sẽ sử dụng ngôi di ngài, bởi vì là chúng ta lần đầu tiên gặp họ nên là chúng ta tốt nhất là sử dụng ngôi di ngài cho lịch sự. Đầu tiên gặp họ thì chúng ta mới không biết tên tuổi và họ đến từ đâu, sống ở đâu đúng không? Nào bây giờ hỏi tên, chúng ta có câu đầu tiên sẽ là gì ạ? Ngài tên là gì? Wie heißen Sie? Câu đầu tiên, ngài tên là gì? Câu thứ hai, ngài là ai? Wer sind Sie? Câu thứ ba, tên của ngài là gì? Wie ist Ihr Name? Rồi, đây là ba câu hỏi tên thông dụng trong tiếng Đức. Wie heißen Sie? Ngài thì tên là gì? Wer sind Sie? Ngài là ai? Wie ist Ihr Name? Tên của ngài là gì? Bây giờ thì tương tự chúng ta sẽ có ba cách trả lời. Cách trả lời đầu tiên là Ich heiße, ví dụ Ich heiße Anna. Tôi tên là Anna. Rồi tiếp theo, về Jin Ji thì chúng ta có cách trả lời là Ich bin Anna. Rồi tiếp theo, Wie ist Ihr Name? Chúng ta có thể trả lời là Mein Name ist Anna. Rồi, Wie heißen Sie? Ich heiße Anna. Wer sind Sie? Ich bin Anna. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Anna. Rồi đó là ba câu hỏi tên và ba cách trả lời trong tiếng Đức. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là câu hỏi đến từ đâu. Rồi, câu hỏi đến từ đâu của chúng ta sẽ là câu như sau. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ngài thì đến từ đâu? Và trả lời là tôi đến từ Việt Nam. Ich komme aus Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam. Các bạn nhớ nha, ở đây chúng ta có một cái giới từ aus. Ich komme aus Vietnam. Nếu không có dưới từ aus này, ich komme Việt Nam thì câu nó sẽ sai.
về mặt cấu trúc ngữ pháp lên, các bạn ghi nhớ cho cô một cái giấy từ là aus, từ đâu? Từ Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến câu hỏi sống ở đâu. Sống ở đâu thì chúng ta có câu là wohnen Sie. Ngài sống ở đâu? Wohnen Sie? Tôi sống ở Hải Phòng. Ich wohne in Hải Phòng. Wohnen Sie? Ich wohne in Hải Phòng. Tiếp theo thì cái bài Café au thé này thì chúng ta còn học câu liên quan đến đồ uống. Thì ngoài ra chúng ta còn câu hỏi đó là ngài uống cái gì hoặc là ngài muốn uống cái gì. Chúng ta sẽ có câu Was trinken Sie? Động từ trinken là uống ạ. Was trinken Sie? Ngài uống cái gì? Hoặc là Was möchten Sie trinken? Ngài muốn uống cái gì? Câu trả lời: tôi muốn uống cà phê. Ich trinke Kaffee. Tôi uống cà phê, hoặc là Ich möchte Kaffee trinken. Rồi, như các bạn quan sát thấy thì ở đây xuất hiện động từ khuyết thiếu. Động từ möchten có nghĩa là muốn. Động từ möchten có nghĩa là muốn và nó là một động từ khuyết thiếu. Thì như trong buổi học trước thì cô cũng đã nhắc động từ khuyết thiếu có nghĩa vụ là gì ạ? Động từ khuyết thiếu khi cho vào trong câu có tác dụng là bổ sung thêm nghĩa cho động từ chính. Như câu trên là ngài uống cái gì thì câu bên dưới hay hơn là ngài muốn uống cái gì. Nó bổ sung thêm nghĩa cho động từ chính là uống trinken. Thế thì sao ạ? Khi mà câu xuất hiện động từ khuyết thiếu thì nó sẽ chiếm vị trí thứ hai. Vừa nãy thì động từ trinken đứng thứ hai trong câu đúng không? Thì bây giờ ở câu có động từ khuyết thiếu thì động từ khuyết thiếu sẽ chiếm vị trí của động từ chính là vị trí thứ hai và đẩy động từ chính từ vị trí thứ hai xuống cuối câu. Lúc này thì chúng ta sẽ chia động từ khuyết thiếu theo ngôi chủ ngữ, còn động từ chính thì chúng ta để cuối câu và không chia. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng áp dụng cái phần này vào một bài tập như sau. Rồi, trên bảng thì cô đang có một bài tập như sau. Người ta cho chúng ta 4 câu. Cụ thể là ở đây sẽ có 4 câu trả lời. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là dựa vào những câu trả lời này để chúng ta có thể suy ra được câu hỏi. Tức là bài này là gì ạ? Điền câu hỏi. Chỗ trống thì ở bên trên đây. Sẽ là chúng ta phải ghi câu hỏi cho câu trả lời bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc và dịch những cái câu hỏi, câu trả lời này ra để suy ra xem là chúng ta sẽ phải sử dụng câu hỏi nào cho phù hợp nhé. Rồi, câu 1. Ich komme aus Deutschland. Tôi đến từ đâu? Tôi đến từ Đức. Deutschland là nước Đức. Tôi thì đến từ nước Đức. Rồi, vậy thì câu hỏi này của chúng ta sẽ phải là câu hỏi gì ạ? Câu hỏi về đến từ đâu. Giờ các bạn hãy dở lại vào xem câu hỏi đến từ đâu chúng ta sẽ hỏi là gì ạ? Chúng ta sẽ hỏi ngài đến từ đâu là câu woher. Woher kommen Sie? Ngài đến từ đâu? Thì câu trả lời sẽ là tôi đến từ Đức. Ich komme aus Deutschland. Câu thứ hai của chúng ta là gì ạ? Ich heiße Maria, tức là tôi tên là Maria. Vậy thì chúng ta có 3 câu hỏi tên. Như vừa nãy thì cô đã giới thiệu lại cho các bạn 3 câu hỏi tên trong tiếng Đức. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cả một trong 3 câu. Tuy nhiên thì trong câu này chúng ta thấy xuất hiện động từ heiße, tức là động từ heißen ấy, thì cô sẽ sử dụng một trong 3 câu đó là câu Wie heißen Sie? Tất nhiên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng 2 câu còn lại. Nhưng mà ở đây vì cô thấy xuất hiện động từ heißen thì cô sẽ hỏi cái câu liên quan đến động từ heißen này thì sẽ là câu Wie heißen Sie. Còn các bạn hoàn toàn có thể sử dụng câu Wer sind Sie hoặc là Wie ist Ihr Name. Rồi, câu thứ 3. Ich wohne in Berlin. Tức là sao ạ? Tôi sống ở thành phố Berlin.
Berlin là thủ đô của nước Đức. Rồi tôi sống ở thành phố Berlin thì chúng ta có câu hỏi sống ở đâu là gì? Wohnen Sie? Ngài sống ở đâu? Các bạn chú ý nha. Ngôi di ngài chúng ta đang sử dụng nên là các bạn nhớ là viết hoa. Viết hoa ngôi di này. Rồi tiếp theo, câu cuối cùng, cà phê mit Zucker bitter, tức là cà phê với đường. Làm ơn cho tôi cà phê với đường ấy ạ. Thì chúng ta sẽ hỏi câu hỏi về đồ uống. Chúng ta có câu hỏi đồ uống là gì ạ? Was trinken Sie? Hoặc là Was möchten Sie trinken? Hai câu này đều sử dụng được. Vậy thì bây giờ cô sẽ sử dụng câu Was möchten Sie trinken? Ngài thì muốn uống cái đồ uống nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa bốn câu hỏi và câu trả lời này nhé. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Wie heißen Sie? Ich heiße Maria. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Was möchten Sie trinken? Kaffee mit Zucker, bitte. Tiếp theo trên bảng thì cô đang có một bài tập như sau. Ở đây cô có một số câu đã viết sẵn rồi. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là sắp xếp thành một đoạn hội thoại. Ở đây có bao nhiêu câu? 2, 4, 6, 7 rồi. Chúng ta có 7 câu thôi, một đoạn hội thoại rất là ngắn đúng không? Và chúng ta nhiệm vụ sẽ sắp xếp thành một đoạn hội thoại sao cho phù hợp. Thì ở đây các câu đều đã bị xáo trộn rồi nên là nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ phải dịch những cái câu này ra tiếng Việt, xem là nội dung của nó là nói về cái gì, sau đó chúng ta mới sắp xếp được. Rồi đầu tiên sẽ là Entschuldigung, ist hier frei? Entschuldigung trong tiếng Đức là xin lỗi, chúng ta hãy nhớ nha. Câu cửa miệng trong tiếng Đức Entschuldigung khi chúng ta muốn gây sự chú ý cho tức là muốn ai đó chú ý đến chúng ta thì chúng ta có thể nói là Entschuldigung chứ không phải là chúng ta mắc lỗi nào. Không phải là cứ mắc lỗi thì mới nói Entschuldigung xin lỗi, mà chúng ta muốn họ chú ý đến mình thì chúng ta sẽ nói Entschuldigung, sau đó chúng ta nói ra yêu cầu của bản thân. Thì ở đây là gì ạ? Xin lỗi, chỗ này còn trống không? Ở đây còn trống không? Câu tiếp theo. Ich bin John aus Frankreich und du? Tôi thì tên là John. Tôi đến từ Pháp. Rồi ở đây thì người ta viết liền thành một câu chứ người ta không viết tách ra là Ich bin John, ich komme aus Frankreich, mà người ta viết liền thành một câu thì cũng được. Ich bin John aus Frankreich. Tôi là John đến từ Pháp. Und du? Thế còn bạn? Ja, klar, bitte. Vâng, rõ ràng, xin mời. Ich heiße Maria, ich komme aus Poland. Tôi tên là Maria và tôi thì đến từ Poland là gì ạ? Là Ba Lan. Cà phê là cà phê. Was trinkst du? Cà phê oder thế? Bạn thì uống cái gì? Cà phê hay là trà? Zwei cà phê, bitte. Làm ơn cho tôi hoặc là chúng tôi hai cà phê. Rồi, vậy thì sau khi dịch xong cái đoạn này thì chúng ta có thể tưởng tượng đây là tình huống trong một quán cà phê và có một người đang ngồi, sau đó là một người khác đến và hỏi chuyện. Thế bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào đấy ạ? Câu đầu tiên sẽ là Entschuldigung, ist hier frei? Rồi, một người đang ngồi và một người đến hỏi chuyện muốn họ chú ý đến mình thì sẽ là Entschuldigung, sau đó là hỏi là ở đây còn chỗ không, ở đây có trống không? Chúng ta sẽ là Entschuldigung, ist hier frei? Sẽ là câu số 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm câu thứ hai. Người ta hỏi còn trống không thì ở đây các bạn thấy câu nào phù hợp ạ? Chúng ta sẽ thấy là có câu Ja, klar, bitte, tức là vâng, rõ ràng, xin mời, tức là ở đây thì còn trống, mời ngồi. Vậy thì đây sẽ là câu thứ hai. Ja, klar, bitte, vâng, rõ ràng, xin mời. Câu tiếp theo chúng ta có thể xem ở đây là gì ạ? Khi mà chúng ta gặp một người lạ thì chúng ta sẽ có thể là giới thiệu bản thân mình, sau đó là hỏi xem họ là ai. Thì câu giới thiệu bản thân ở đây chúng ta có hai câu giới thiệu bản thân. Tôi là John đến từ Pháp, còn bạn? Và câu tôi tên là Maria, tôi đến từ Poland thì hiển nhiên câu bên trên sẽ là
có trước đúng không? Sau đó người ta hỏi còn bạn thì sao, thì người bên dưới trả lời. Rồi vậy thì Ich bin Sohn aus Frankreich, und du sẽ là câu thứ 3. Và câu sau khi người ta hỏi còn bạn thì sao, bạn tên là gì, đến từ đâu, thì cái người này người ta mới trả lời là Ich heiße Maria, ich komme aus Polen. Đây sẽ là câu thứ 4. Rồi, hỏi tên và đến từ đâu xong rồi thì đây là ngồi trong quán cà phê thì sẽ gọi đồ uống đúng không? Thì ở đây chúng ta còn lại 3 câu. Chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào đây? Cà phê, bạn uống cái gì, cà phê hay trà? Hai cà phê làm ơn thì hiển nhiên sẽ phải là gì? Chúng ta đưa ra câu hỏi xem là cái người kia người ta muốn uống cái gì thì chúng ta sẽ hỏi câu Was trinkst du, Kaffee oder Tee? Bạn muốn uống cái gì, trà hay là cà phê đây? Hiển nhiên người kia người ta không thể nói là tôi uống hai cốc cà phê được đúng không? Mà thường người ta sẽ nói tôi uống cà phê. Tôi uống cà phê. Và cái người còn lại ấy, thì người ta cũng uống cà phê, thế nên là người ta sẽ nói luôn là hai cốc cà phê, làm ơn cho chúng tôi hai cốc cà phê. Rồi, vậy đoạn hội thoại đó sẽ là một cái cô tên là Maria đang ngồi đi và một anh chàng tên là John đi đến hỏi xem là cái chỗ bên cạnh cô ấy còn trống không. Thì cô ấy bảo là có. Sau đó anh ấy giới thiệu tên và đến từ đâu, sau đó hỏi xem là cô ấy tên là gì, đến từ đâu. Thì sau khi trả lời xong thì một trong hai người, có thể là anh ấy, hỏi là bạn uống cái gì, trà hay cà phê. Thì cô kia trả lời là cà phê, và anh ấy sẽ gọi phục vụ là cho chúng tôi hai tách cà phê. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn này một lần nữa theo sự sắp xếp của chúng ta đã sắp xếp nha. Entschuldigung, ist hier frei? Ja, klar, bitte. Ich bin John aus Frankreich, und du? Ich heiße Maria, ich komme aus Polen. Was trinkst du, Kaffee oder Tee? Kaffee. Zwei Kaffee, bitte. Trên bảng thì cô đang có một bài tập như sau. Người ta cho rất nhiều từ, có động từ, có chủ ngữ, có từ để hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ sắp xếp những cái từ này vào bên dưới, 6 câu bên dưới. Và cụ thể đây là sẽ là 6 câu hỏi. Bên cạnh thì người ta đã cho gợi ý đó là những câu trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những câu trả lời là gì nhá. Thuê bitter, vậy thì đây sẽ phải là một câu hỏi về đồ uống. Có thể là ngài muốn uống cái gì hoặc là bạn muốn uống cái gì. Câu tiếp theo, wir trinken Kaffee, tức là chúng tôi uống cà phê, thì đây cũng lại là một câu hỏi về đồ uống nữa, nhưng mà ngôi ở đây là ngôi wir chúng tôi, các bạn chú ý nhá. Đây là ngôi wir số nhiều. Vậy thì câu hỏi có thể là hỏi các bạn uống cái gì hoặc là các ngài uống cái gì, có thể là riêng ngài, riêng các ngài, cũng có thể là ngôi ihr các bạn. Tiếp theo, my name is Anna, tên của tôi là Anna, thì đây sẽ là một câu hỏi về tên. Tiếp theo, Julia Miller cũng là một cái tên, thì đây cũng sẽ là câu hỏi về tên. Vậy là hai câu hỏi về đồ uống, hai câu hỏi về tên. Ich wohne in Hà Nội, tôi sống ở Hà Nội, thì sẽ là một câu hỏi sống ở đâu. Aus der Türkei, tức là tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Türkei là Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy là một câu hỏi sống ở đâu, một câu hỏi đến từ đâu, hai câu hỏi tên và một hai câu hỏi về đồ uống. Đây chúng ta sẽ sắp xếp nha. Đầu tiên thì cô sẽ sắp xếp từ để hỏi trước đi. Từ để hỏi cho câu hỏi đồ uống sẽ là gì ạ? Was. Có hai câu hỏi về đồ uống thì sẽ có hai chữ was, chúng ta sẽ gạch hai chữ was đi. Tiếp theo, hai câu hỏi về tên thì hỏi về tên có thể hỏi là gì ạ? Wie, có thể là where. Rồi, ở đây không xuất hiện từ where, trong từ virgin gì thì chỉ có hai từ wie, thì chúng ta sẽ ghi là wie. Còn wie heißen Sie hay là wie ist Ihr Name thì chúng ta chưa biết. Rồi, hai câu wie sẽ viết ở đây. Tiếp theo là câu hỏi đến từ sống ở đâu, tôi sống ở Hà Nội, câu hỏi sống ở đâu, câu hỏi là gì, vô, chúng ta sẽ sử dụng từ vô để hỏi sống ở đâu. Và cuối cùng, đến từ đâu, chúng ta có từ vô hè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gạch lại những cái từ này đi. Rồi tiếp theo, sau từ để hỏi sẽ là đến động từ. Chúng ta có những động từ là động từ heißen, động từ height, động từ
Kommen, trinken, trinkt. Có hai động từ trinken và trink người ta đã chia sẵn rồi. Thì chúng ta sẽ chia như nào đấy ạ? Câu đầu tiên là hỏi uống cái gì, ngài uống cái gì đi. Chúng ta sẽ hỏi ngài uống cái gì là was trinken gì? Có thể là bạn uống cái gì hoặc là ngài uống cái gì. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta sử dụng câu hỏi bạn uống cái gì tức là ngồi đủ thì chúng ta thấy là ở đây không có động từ trinken, không có động từ nào chỉ ở ngồi đủ. Mà đây có thể là ngồi ergs hoặc là ngồi ear. Thế nên là chúng ta sẽ không thể sử dụng ngồi đủ ở câu 1 được mà chúng ta sẽ sử dụng ngồi gì ngài. Ngài uống cái gì? Vậy bây giờ chúng ta sẽ gạch động từ trinken. Chuyển ngôi gì ngài và một từ gì ngài đi. Tiếp theo, chúng tôi uống cà phê. Thì có thể là các ngài uống cái gì? Hoặc là các bạn uống cái gì? Thì như các bạn thấy ở đây bây giờ chúng ta chỉ có một động từ uống duy nhất, đó là động từ drink. Drink ở đây sẽ là chia ở ngôi anh ấy, cô ấy, nó hoặc là ngôi các bạn. Mà đây via là chúng tôi thì câu hỏi sẽ phải là các bạn. Chúng ta sẽ ghi là was drink. Ear, rồi gạch drink và gạch ear đi. Tiếp theo là hai câu hỏi tên. Câu hỏi tên thì ở đây các bạn thấy là sao? Chúng ta có hai từ heißen, một từ chỉ ở ngôi du hoặc là ets gì đấy. Thì ở đây hai người, rồi chúng ta sử dụng động từ nào ở đằng trước cũng được. Cô bên trên cô sẽ cho là tên của bạn là gì đi, tên của bạn là gì, và câu bên dưới là tên của ngài là gì. Bởi vì ở đây người ta ghi hẳn chữ Julia Müller cả họ và tên ra thì có thể là cần sự lịch sự hơn thì sẽ nói cả họ và tên. Thế nên là chúng ta sẽ để dành động từ heißen ở bên dưới và chúng ta sẽ cho bên trên là động từ heißt. Động từ heißt này nó chỉ ở ngôi du. Vì sao không phải st? Bởi vì bản thân chữ sz này đã bằng với hai chữ sz rồi nên là người ta sẽ không thêm st nữa mà chỉ thêm t vào thôi. Vậy thì wie heißt du, chúng ta sẽ gạch từ heißt và từ du đi. Wie heißt du, bạn tên là gì? Tên của tôi là Anna. Vậy câu bên dưới sẽ là gì? Wie heißen Sie, tên của ngài là gì? Wie heißen Sie, gạch từ heißen và từ gì đi. Rồi hai câu bên dưới, tôi đến từ Hà Nội thì sẽ là bạn đến từ đâu, hoặc bạn, tôi sống ở Hà Nội, bạn sống ở đâu hoặc ngài sống ở đâu. Thì ở đây như các bạn thấy là ngôi du của chúng ta đã hết rồi nên chúng ta sẽ phải sử dụng ngôi gì ngài. Động từ ở đây là wohnen, chúng ta sẽ ghép vào wohnen gì. Rồi, động từ wohnen hiển nhiên nó đang chia ở ngôi số nhiều, gì ngà. Thế nên là chúng ta sẽ đi với từ gì ngà, wohnen gì. Và cuối cùng chúng ta chỉ còn từ gì ạ? Từ gì ngài này, từ common, hai từ thôi thì rất phù hợp với câu cuối cùng, đó là ngài đến từ đâu? Woher kommen Sie? Ngài đến từ đâu? Rồi, vậy câu của chúng ta sẽ sắp xếp như thế này. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Câu 1. Was trinken Sie? Tee bitte. Was trinkt ihr? Wir trinken Kaffee. Wie heißt du? Mein Name ist Anna. Wie heißen Sie? Julia Müller. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Hanoi. Woher kommen Sie? Aus der Türkei. Tức là gì ạ? Ngài uống cái gì? Chà, làm ơn. Các bạn uống cái gì? Chúng tôi uống cà phê. Tên của bạn là gì? Bạn tên là gì? Tên của tôi là Anna. Ngài tên là gì? Julia Müller. Ngài sống ở đâu? Tôi sống ở Hà Nội. Ngài đến từ đâu? Tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trên bảng thì cô đang có một bài tập chia động từ bất quy tắc gồm 15 câu. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ sẽ là chia cái động từ ở đằng sau ạ. Người ta đang để sau mỗi câu là sẽ có một cái động từ nguyên mẫu, và nhiệm vụ của các bạn sẽ chia động từ nguyên mẫu cho phù hợp với cái câu đấy.
Vậy thì để làm sao chúng ta chia được ạ? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải dựa vào chủ ngữ trong câu. Chúng ta sẽ xác định chủ ngữ đó là ngôi gì, sau đó chúng ta sẽ chia theo quy tắc. Vì đây là tất cả những cái động từ ở đây đều sẽ là những động từ có quy tắc, thế nên là rất đơn giản. Phần động từ có quy tắc thì chúng ta sẽ chia như ạ, giữ nguyên phần gốc động từ, và đuôi động từ thì sẽ thay đổi theo từng ngôi. Ngôi x sẽ là đuôi e, ngôi du là st, ngôi ergs là đuôi t, ngôi via sẽ là giữ nguyên, ngôi ia sẽ là đuôi t, và ngôi gì lớn gì nhỏ, gì họ và gì ngài sẽ là giữ nguyên. Rồi bây giờ dựa vào cái quy tắc đấy thì chúng ta sẽ cùng làm cái bài này như sau. Wir den Käse kaufen, tức là chúng tôi thì mua. Käse là gì ạ? Käse là phô mai. Chúng tôi đi mua phô mai. Rồi chúng tôi mua phô mai thì sẽ là gì ạ? Động từ wir. Động từ chia ở ngôi wir, động từ kaufen chia ở ngôi wir, chúng ta sẽ chỉ việc làm sao giữ nguyên động từ. Ngôi wir thì chúng ta sẽ không có sự thay đổi gì ở động từ hết, mà chúng ta sẽ giữ nguyên cái động từ nguyên mẫu. Sẽ là kaufen. Việc kaufen den Käse, tức là chúng tôi thì mua phô mai. Tiếp theo, Hannes spazieren gehen. Chúng ta phải chia động từ gehen, có nghĩa là đi, đi dạo. Spazieren gehen có nghĩa là đi dạo. Và ở đây thì chúng ta chia chủ ngữ ở đây là Hannes. Hannes này là tên của một người, có thể là con trai, cũng có thể là con gái. Thì dù là con trai con gái thì cũng chia giống nhau đúng không? Thế nên chúng ta coi như là đây là tên của một anh con trai tên là Hannes đi. Và anh ấy thì đi dạo. Vậy động từ chia ở ngôi anh ấy, cô ấy thì chúng ta sẽ chia là gì ạ? Gốc động từ giữ nguyên, đuôi động từ bỏ en đi, chúng ta thêm chữ gì ạ? Thêm t, chúng ta sẽ có từ Hannes geht spazieren, tức là Hannes thì đi dạo. Tiếp theo, Julia und Lara nach Italien, và động từ là reisen. Reisen có nghĩa là đi du lịch. Nach Italien là đến nước Ý. Vậy là hai cái người Julia và Anna này đi du lịch đến nước Ý, thì theo các bạn chúng ta sẽ sử dụng ngôi gì? Ở đây hai người thì chắc chắn là chúng ta không sử dụng số ít được đúng không? Mà chúng ta sẽ phải sử dụng số nhiều. Số nhiều chúng ta có ngôi wir, chúng tôi, chúng ta. Ngôi ihr, các bạn. Ngôi di các ngài, hoặc là ngôi di họ thì theo các bạn ở đây là gì ạ? Julia và Anna. Có tôi ở trong đây không ạ? Không có tôi, không có chữ x ở trong đây thì chúng ta không sử dụng được ngôi wir. Không có chữ du ở trong đây thì chúng ta không thể sử dụng ngôi ihr. Mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng được ngôi gì ở đây ạ? Ngôi di họ. Đang nói về hai cái người nào đấy không có mặt ở đây. Đấy. Ví dụ tôi và bạn đang nói chuyện về cái cô Julia và cô Lara. Thì hai cô đấy thì đi du lịch ở Italia, là đi du lịch ở Ý. Thì chúng ta nói về hai cái cô ấy, tức là chúng ta nói về họ, gì họ, thì động từ chúng ta sẽ giữ nguyên reisen. Tiếp theo, câu số 4. Đây là một câu hỏi, một câu hỏi không có từ để hỏi. Câu hỏi Janai, du gerne Kaffee trinken, tức là động từ trinken là uống, gen là thích. Bạn có thích uống cà phê không? Đây là một câu hỏi. Bạn có thích uống cà phê không? Câu hỏi không có từ để hỏi thì động từ sẽ đứng đầu câu. Đấy là lý do tại sao lại chữ du lại đứng đằng sau, chứ không phải là du đứng đằng trước. Động từ lại đứng ở vị trí thứ nhất, chứ không phải là vị trí thứ hai như thường lệ. Bạn có uống cà phê không? Thì ngôi du của chúng ta sẽ chia như thế nào các bạn? Giữ nguyên phần gốc động từ. Ngôi du sẽ là bỏ en thêm st. Bỏ en thêm st, chúng ta sẽ có câu là trinkst du gerne Kaffee? Bạn có thích uống cà phê không? Câu 5. Ich meine Hausaufgaben machen. Machen có nghĩa là làm. Hausaufgaben có nghĩa là bài tập về nhà. Câu này sẽ là gì ạ? Tôi làm bài tập về nhà của tôi. Meine Hausaufgaben có nghĩa là bài tập về nhà của tôi. Ich sẽ làm sao? Động từ chia ngôi ich chúng ta sẽ chia như thế nào? Gốc động từ giữ nguyên, đuôi động từ sẽ là đuôi e. Ich mache meine Hausaufgaben.
Ich mache meine Hausaufgaben. Tôi làm bài tập về nhà của tôi. Tiếp theo câu số 6, lại một câu hỏi nữa. Và ở đây là vẫn là câu hỏi không có từ để hỏi, thì động từ sẽ đứng đầu câu. Người yêu, các bạn này. Einen Brief, viết một bức thư. Schreiben là viết. Schreiben là viết. Brief là bức thư. Einen Brief là một bức thư. Các bạn đã viết một bức thư chưa? Các bạn đã viết một bức thư chưa? Người yêu chúng ta chia như thế nào? Gốc động từ giữ nguyên. Schreib. Và đuôi động từ bỏ em. Thêm. Thề. Schreibt ihr einen Brief? Các bạn đã viết một bức thư chưa? Rồi, tiếp theo sẽ là câu bên dưới. Câu 7. Karin Musik hören. Hören là nghe. Musik là âm nhạc. Karin nghe nhạc. Karin là tên riêng. Tên riêng của một người thì chúng ta sẽ phải chia ở ngôi anh ấy, cô ấy, nó. Rồi, EGS Karin này thì là tên của một cô gái, cho nên chúng ta sẽ phải chia ở ngôi cô ấy. Chúng ta chia ở ngôi cô ấy. Rồi, Karin chúng ta chia ở ngôi cô ấy thì chúng ta sẽ chia như nào ạ? Chúng ta sẽ chia động từ, phần gốc động từ giữ nguyên. Ở phần gốc động từ giữ nguyên. Tiếp theo thì sẽ là đuôi động từ chia ở ngôi anh ấy, cô ấy, nó sẽ là đuôi bỏ em thêm thể. Chúng ta sẽ có Karin hört Musik. Tiếp theo câu số 8. Câu này rất là quen thuộc đúng không? Câu ngài đến từ đâu? Thì chúng ta vừa học xong và làm bài tập rất nhiều về câu này. Ở đây chúng ta thấy ngôi gì? Viết hoa tức là ngôi gì? Di gì ạ? Di ngài. Ngài đến từ đâu? Woher kommen Sie? Câu này thì chúng ta đã làm từ nãy đến giờ rồi, nên không thể sai được. Woher kommen Sie? Động từ chỉ ở ngôi di ngài là chúng ta sẽ giữ nguyên, đúng không? Rồi, tiếp theo. Das Handy in der Küche liegen. Liegen có nghĩa là nằm. In der Küche có nghĩa là trong bếp, tức là cái điện thoại. Das Handy là cái điện thoại. Cái điện thoại thì nằm ở trong bếp. Cái điện thoại chúng ta sẽ chia ở ngôi thứ ba số ít. Động từ giữ nguyên ngôi thứ ba số ít sẽ là gì ạ? Anh ấy, cô ấy, nó. Phần gốc động từ chúng ta giữ nguyên. Phần đuôi động từ chia ở ngôi thứ ba số ít sẽ là gì? Bỏ em thêm t. Liegt. Das Handy liegt in der Küche. Rồi. Tức là cái điện thoại thì nằm ở trong bếp. Câu số 10. Die Kinder Fußball spielen. Những đứa trẻ thì làm sao? Động từ spielen có nghĩa là chơi. Fußball là bóng đá. Những đứa trẻ chơi bóng đá. Die Kinder là số nhiều. Những đứa trẻ là số nhiều thì chúng ta sẽ chia ở ngôi. Ngôi gì ạ? Ngôi gì họ? Chia số nhiều sẽ là giữ nguyên động từ spielen. Giữ nguyên động từ, vậy câu sẽ là Die Kinder spielen Fußball. Những đứa trẻ thì chơi bóng đá. Tiếp theo câu số 11. Tôi đủ. Again. Động từ singen có nghĩa là hát. Bạn có thích hát không? Đây cũng lại là một câu hỏi không có từ để hỏi. Động từ sẽ đứng đầu câu. Ngôi đu thì chúng ta, nãy giờ chúng ta chơi ngôi đu nhiều rồi thì gốc động từ giữ nguyên, đuôi động từ là đuôi. ST. Singst du gern? Bạn có thích hát không? Bạn thích hát không? Rồi, câu 12. Der Vater das Gemüse grillen. Grillen có nghĩa là nướng. Nướng cái gì đó. Das Gemüse là rau củ. Der Vater là bố. Cái ông bố này thì đang nướng rau củ. Và ông bố này thì chúng ta sẽ chia ở ngôi gì? Ông bố thì là ngôi anh ấy. ETS. Ngôi thứ ba số ít. Chúng ta giữ phần gốc động từ. Phần đuôi động từ bỏ em thêm thể. Der Vater grillt das Gemüse. Cái ông bố này thì đang nướng rau củ. Câu 13. Ich einen Salat machen. Machen là gì ạ? Làm.
einen Salat là salad, món salad đấy ạ. Món salad. Tôi làm món salad. Động từ chỉ ở ngôi ich sẽ là gì? Giữ nguyên gốc động từ. Đuôi động từ sẽ là ich mache einen Salat. Tôi làm một món salad. Câu tiếp theo. Ngôi ihr. Rồi chúng ta xác định đây lại là một câu hỏi, không có từ để hỏi. Động từ sẽ đứng đầu câu. Tennis thì ai cũng biết rồi, chơi tennis. Động từ spielen là chơi. Các bạn có chơi tennis không? Các bạn có chơi tennis không? Ngôi ihr thì động từ chúng ta chia như thế nào? Phần gốc động từ giữ nguyên. Và đuôi động từ sẽ là đuôi thể. Spielt ihr tennis? Spielt ihr tennis? Tức là các bạn có chơi tennis không? Tiếp theo. Die Touristen das Rathaus besuchen. Die Touristen là những người khách du lịch. Das Rathaus là tòa thị chính. Das Rathaus là tòa thị chính. Besuchen là tham quan. Tức là khách du lịch thì sẽ tham quan tòa nhà thị chính. Khách du lịch là số nhiều, nhiều người thì mới gọi là, đây là Touristen này chỉ ở số nhiều. Die Touristen là số nhiều, những vị khách du lịch. Những vị khách du lịch là số nhiều thì chúng ta sẽ chia ở ngôi. Ngôi gì mọi người? Ngôi gì họ? Gì họ thì động từ sẽ giữ nguyên, chúng ta sẽ là besuchen. Vậy cả câu này sẽ là Die Touristen besuchen das Gasthaus. Những khách du lịch thì tham quan tòa thị chính. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cả 15 câu đấy nhá. Sau khi đã chia. Wir kaufen den Käse. Hannes geht spazieren. Julia und Lara reisen nach Italien. Trinkst du gern Kaffee? Ich mache meine Hausaufgaben. Schreibt ihr einen Brief? Karin hört Musik. Woher kommen Sie? Das Handy liegt in der Küche. Die Kinder spielen Fußball. Singst du gern? Der Vater grillt das Gemüse. Ich mache einen Salat. Spielt ihr Tennis? Die Touristen besuchen das Rathaus. So. Trên bảng thì cô đang có một bài tập chia động từ bất quy tắc. Và nhiệm vụ của các bạn giống như bài tập trước thì chúng ta sẽ sử dụng động từ ở cuối câu để chia vào cái khoảng trống này cho phù hợp. Và làm thế nào để chúng ta chia được đúng thì chúng ta phải xác định được đúng chủ ngữ xem là nó sẽ là ngôi gì trong câu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lần lượt dịch những cái câu này ra nhé. Das Mädchen, das Buch, lesen. Das Mädchen là cô gái. Das Buch là quyển sách. Cô gái ở đây là ngôi gì ạ? Ngôi cô ấy, hoặc cụ thể sẽ là ngôi thứ ba số ít. Và chúng ta sẽ phải chia động từ lesen. Động từ lesen là một động từ bất quy tắc, nên bây giờ cô sẽ chia mẫu động từ lesen sang bên cạnh nhé. Cô sẽ chia ở tất cả các ngôi. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Động từ lesen. Lesen có nghĩa là đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chia này. Đa số các động từ bất quy tắc như cô đã nói là sẽ có sự thay đổi ở ngôi du và es thôi. Còn những ngôi còn lại sẽ giữ nguyên. Ich lese. Đấy, chúng ta sẽ giữ nguyên chia giống như là động từ có quy tắc. Wir lesen. Ihr lest. Sie lesen. Rồi, cái động từ lesen này thì đầu bài cô cũng đã nhắc đến một lần rồi, cô cũng đã chia rồi. Nhưng mà bây giờ thì vào bài cụ thể nên là cô sẽ chia lại đến sang bên này để chúng ta có thể áp dụng được nhanh hơn. Du, rồi, e sẽ biến thành ie. Du, list, ergs, list. Đấy, có sự thay đổi ở phần gốc động từ. Gốc động từ từ chữ e biến thành chữ ie. Rồi các bạn chú ý nha. Phần động từ bất quy tắc này khá là khó khi mà chúng ta chia ngôi du và ergs. Thế nên là, và nó tất nhiên là bất quy tắc thì không có quy tắc đúng không? Nên là chúng ta, một là khi chúng ta gặp một động từ mới thì chúng ta hãy tra thử xem là cái động từ đấy nó thuộc
có quy tắc hay là bất quy tắc. Sau đó chúng ta hãy viết lại tối thiểu một lần trong vở, để khi này, sau này chúng ta bắt gặp thì chúng ta sẽ dở vở ra chúng ta xem. Hoặc là chúng ta sẽ học thuộc luôn xem là cái động từ này chia bất quy tắc thì sẽ thay đổi như thế nào. Và có một cái app tên là Vectorbook. Vectorbook. Vectorbook có nghĩa là từ điển đấy ạ. Trên điện thoại thì các bạn có thể tải cái app mang tên là Vectorbook này về. Và cái app này sẽ hỗ trợ các bạn chia động từ. Thì khi các bạn tải app này về, các bạn đánh động từ vào trong đấy thì nó sẽ chia cho chúng ta, và chúng ta có thể biết được đây là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc. Rồi, trở lại với bài học. Das Mädchen Das Buch, tức là cô gái này thì đang đọc một cuốn sách. Cô gái thì chúng ta sẽ chia là ngôi gì, cô ấy. Vậy thì ở đây sẽ là Das Mädchen liest das Buch. Das Mädchen liest das Buch, tức là cô gái này thì đang đọc một cuốn sách. Tiếp theo chúng ta đến với động từ tiếp theo ở câu 2 là động từ fahren. Rồi, cô sẽ lại chia động từ fahren cho chúng ta nhá. Động từ fahren. Động từ fahren có nghĩa là đi xe, tức là đi bằng phương tiện gì đó, chúng ta sẽ sử dụng động từ fahren. Ngôi ich có quy tắc. Ich fahre, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Ngôi du và ets sẽ thay đổi như thế nào? Đa số những động từ bất quy tắc mà chứa nguyên âm là a thì chuyển sang chia ở ngôi du và ets sẽ thêm umlaut. Chúng ta đây bây giờ cô chia như bình thường thì sẽ là như thế này đúng không? Và vì nó là bất quy tắc nên là từ a chúng ta sẽ thêm umlaut vào, thành a umlaut. Du fährst, ets fährt. Vậy thì ở đây chúng ta con là ngôi gì ạ? Ngôi wir rồi, ngôi wir may quá. Ngôi wir thì chúng ta sẽ chia theo kiểu có quy tắc như bình thường. Chúng ta chỉ cần viết lại động từ là xong. Nên là kể cả chúng ta không nhớ động từ pha gần này chia bất quy tắc như thế nào, nhưng mà thấy ngôi wir thì hiển nhiên là nó không cần chia rồi. Nên là các bạn có thể ghi luôn, đáp án luôn mà không cần phải băn khoăn xem là chia như thế nào. Rồi đó chính là động từ pha gần. Ich fahre, du fährst. Er sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Câu thứ ba, der Lehrer zu leise sprechen. Der Lehrer là thầy giáo, zu leise là quá bé, quá khẽ. Sprechen là nói, tức là thầy giáo nói quá là bé, nói quá là nhỏ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia động từ sprechen. Sprechen có nghĩa là nói. Sprechen, nói. Ở động từ này phát âm khá là khó. Sprechen nó có tận hai cái âm, âm phụ, âm gió. Sprechen. Rồi, ich spreche, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Rồi, vậy ngôi du với ets sẽ chia như thế nào? Chúng ta sẽ biến đổi nguyên âm e lại thành chữ i. E biến thành i, đuôi động từ chia như bình thường. Du sprichst, ets spricht. Du sprichst, ets spricht. Rồi, như các bạn thấy, der Lehrer là thầy giáo. Thầy giáo thì chúng ta sẽ chia ở ngôi anh ấy. Vậy thì sẽ là gì ạ? Spricht. Der Lehrer spricht zu leise. Thầy giáo nói quá bé. Câu tiếp theo, câu 4. Wann, khi nào? Ihr, các bạn. Eure Freunde, bạn bè của các bạn. Treffen, gặp gỡ. Vậy câu này sẽ là gì ạ? Khi nào thì các bạn sẽ gặp bạn bè của các bạn? Động từ treffen lại một động từ bất quy tắc. Động từ treffen, gặp. Ich treffe, wir treffen, ihr trefft.
Sie sie treffen. Rồi, phần bất quy tắc E chúng ta sẽ biến thành I. Đuôi chia như bình thường, E biến thành I. Vậy thì chúng ta sẽ đọc như sau: Ich treffe, du triffst, er sie es trifft, wir treffen, ihr trefft, sie sie treffen. Chúng ta xem ở đây là ngôi gì đấy, ngôi ihr. Rồi, ngôi ihr thì nó nằm ở dưới này. Chúng ta sẽ chia như bình thường, không cần nhớ xem là nó là có quy tắc hay bất quy tắc. Thì ngôi ihr động từ sẽ là trifft. Khi nào thì các bạn gặp bạn bè của các bạn? Câu 5. Ich gehen Eis essen. Tôi làm sao? Ăn, thích kem. Tôi thích ăn kem. Ờ, câu này là tôi thích ăn kem. Và essen lại là một động từ bất quy tắc nữa. Essen có nghĩa là ăn. Ich esse, wir essen, ihr esst, sie essen. Rồi, động từ này, chữ E, phần nguyên âm, chúng ta sẽ biến thành I. Du isst, er, sie, es, isst. Rồi, chúng ta xem ở đây ngôi gì ạ? Ngôi ich. Rồi, ngôi ich thì kể cả không nhớ là chia bất quy tắc như nào thì vẫn được. Ngôi ich thì chúng ta sẽ chia là esse. Ich esse. Ich esse gern Eis. Tôi thích ăn kem. Câu 6. Hannes und Julia, dem Hund, das Futter. Động từ ở đây là geben. Geben có nghĩa là đưa. Hannes và Julia thì đưa cho con chó thức ăn. Bây giờ chúng ta sẽ chia động từ geben. Geben có nghĩa là đưa. Rồi, ich gebe. Wir geben. Ihr gebt. Sie geben. Rồi, tiếp tục là động từ bất quy tắc thay đổi ở ngôi du và es thì chữ e ở phần nguyên âm, phần gốc động từ chúng ta sẽ biến đổi thành gì ạ? Chữ i. Gibst. Gibt. Ich gebe. Du gibst. Es gibt. Wir geben. Ihr gebt. Sie geben. Hannes và Julia là ngôi gì hả mọi người? Tất nhiên không thể là số ít được đúng không? Mà chúng ta thấy hai người trở lên sẽ là số nhiều. Vậy thì cụ thể số nhiều ở đây là gì? Chúng ta sẽ không thể sử dụng ngôi wir chúng tôi được vì không có ich ở đấy. Không thể sử dụng ngôi ihr các bạn vì là không có du ở đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng ngôi gì họ. Hannes và Julia thì đã đưa cho con chó thức ăn. Vậy thì ngôi gì họ động từ sẽ giữ nguyên. Hannes und Julia geben dem Hund das Futter. Rồi, tiếp theo câu số 7. Du im Hotel có một dấu hỏi, vậy thì đây sẽ là câu hỏi và không thấy xuất hiện động từ từ để hỏi. Ở đầu câu thì đây sẽ là một câu hỏi không có từ để hỏi thì động từ sẽ đứng vị trí thứ nhất. Schlafen có nghĩa là ngủ. Du là bạn, im Hotel là trong khách sạn. Bạn ngủ trong khách sạn à? Chúng ta lại tiếp tục chia động từ schlafen. Schlafen có nghĩa là ngủ. Ich schlafe. Wir schlafen. Ihr schlaft. Sie schlafen. Rồi. Chữ a umlaut thì chữ a khi thường khi mà chia động từ bất quy tắc mà phần nguyên âm là a thì chúng ta sẽ thêm umlaut. Vậy thì sẽ thành thêm umlaut vào đây vào chữ a. Sẽ thành chữ gì ạ? Du schläfst, er sie es schläft. Ich schlafe. Du schläfst, er sie es schläft. Wir schlafen. Ihr schlaft, sie schlafen. Ở đây các bạn thấy là ngôi du đúng không ạ? Ngôi du thì sẽ là schläfst. Schläfst. Schläfst du in Hotel? Bạn ngủ ở trong khách sạn à?
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại 6 câu động từ bất kỳ tác này nha. Das Mädchen liest das Buch. Wir fahren nach Polen. Der Lehrer spricht so leise. Wann trefft ihr eure Freunde? Ich esse gern Eis. Hannes und Julia geben dem Hund das Futter. Schläfst du im Hotel? Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đã có một giờ học vui vẻ và bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tschüss!